Chào tất cả các em. Như vậy là ở clip trước là chúng ta cũng đã giải cái bài toán về like hai cặp tính trạng và cái bài tập vận dụng. Nhưng đó là cái dạng bài toán thuần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang về cũng like hai cặp tính trạng, nhưng mà cái dạng toán đây là bài toán nghịch. Như vậy thế nào là dạng bài toán nghịch? Như vậy đối với bài toán thuần có nghĩa là mình đã biết được tính trạng trội này, tính trạng lặng này, kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ mà mình chỉ suy ra thế hệ con lai thôi. Còn đối với cái dạng bài toán nghịch này thì chúng ta lại biết được cái kết quả kiểu hình ở con lai. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái kết quả này mà chúng ta sẽ xác định kiểu gen của B, có nghĩa là thế hệ bố mẹ, và chúng ta viết sơ đồ lai. Ở trong phần bài toán nghịch này thì nó lại chia nhỏ làm 3 dạng. Dạng thứ nhất đó là đề bài nó cho đầy đủ tỷ lệ con lai thì chúng ta suy ra rất là dễ dàng. Tuy nhiên một số trường hợp nó không cho đầy đủ á, có nghĩa là dạng bài thứ hai là đề bài không cho đầy đủ tỷ lệ con lai, có nghĩa là nó cho nhưng mà chỉ cho một phần thôi chứ không cho hết. Và cuối cùng cái dạng thứ ba đó là cái dạng mà đề bài nó yêu cầu xác định được tỷ lệ con lai nhưng mà trong cái phép lai có nhiều tính. Thì chúng ta sẽ lần lượt giải ba cái dạng này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về cái cách giải rồi một số bài tập vận dụng của ba cái dạng toán này. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu cho cô cái dạng đầu tiên, đó là đề bài cho đầy đủ tỷ lệ con lai. Như vậy đối với cái dạng 1 này, đó là đề bài cho đầy đủ tỷ lệ con lai, thì chúng ta làm 3 bước như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ xét tỷ lệ phân ly từng cặp tính trạng ở đời con. Sau đó chúng ta sẽ xác định được tính trạng trội này, tính trạng lặng này. Sau đó chúng ta quy ước gen. Bước thứ hai là chúng ta sẽ biện luận dựa vào cái bước 1. Sau đó chúng ta sẽ biện luận để xác định được kiểu gen của B. Và cuối cùng là chúng ta viết cái sơ đồ lai. Như vậy đối với cái trường hợp này thì chúng ta có cái lưu ý cho cô như thế này. Cái bước đầu tiên, bước 1 là chúng ta sẽ xét tỷ lệ phân ly từng cặp tính trạng ở đời con. Tuy nhiên nếu như đề bài là cho mà ra đời con có cái tỷ lệ kiểu hình quen thuộc, đó là tỷ lệ gì? 9, 3, 3, 1. Thì chúng ta thấy cái đề bài này thì ra cái tỷ lệ này thì chúng ta gặp rất là nhiều lần đúng không? Thì chứng tỏ là nó là 16 hợp tử. Chúng ta cộng lại nè, 9 cộng 3 cộng 3 cộng 1 thì bằng 16 hợp tử. Mà 16 hợp tử thì 16 này chính là bằng 4 nhân 4, mà 4 x 4 ở đây chính là 4 x 4 giao tử. Như vậy 4 giao tử được tạo ra từ bố và 4 giao tử được tạo ra từ mẹ. Như vậy nếu như hai cặp tính trạng mà cho ra 4 loại giao tử thì chứng tỏ bố mẹ là dị hợp hai cặp gen. Nếu bố mẹ dị hợp hai cặp gen thì chúng ta sẽ suy ra được kiểu gen của nó, đó là gì? A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, rất là đơn giản. Trong trường hợp thứ hai, cái tỷ lệ của nó không phải là ra 9331 mà là ra một cái tỷ lệ, một cái số khác, thì chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp này, đó là chúng ta sẽ xét tỷ lệ phân ly của từng cặp tính trạng ở đời con. Sau đó chúng ta sẽ tổ hợp nó lại và chúng ta sẽ suy ra được kiểu gen và kiểu hình của B. Rồi bây giờ chúng ta làm một cái ví dụ về dạng toán này nha. Mendel cho lai hai cây đậu Hà Lan, bố mẹ đều có chung một kiểu gen, thu được kết quả ở thế hệ con lai như sau. Vàng trơn được 315 hạt, vàng nhăn được 101 hạt, xanh trơn được 108 hạt và xanh nhăn được 32 hạt. Kết quả lai tuân theo quy luật di truyền nào? Xác định kiểu gen của các cây bố mẹ và các con. Như vậy đây là cái dạng toán đề bài cho cái, đây là bài toán nghịch, bởi vì chúng ta biết được tỷ lệ kiểu hình ở đời con này. Và đây là cái dạng thuộc bài toán nghịch nhưng mà thuộc dạng 1 là đề bài cho đầy đủ tỷ lệ con lai. Chúng ta thấy đầy đủ 4 kiểu hình, đầy đủ số liệu luôn. Chúng ta sẽ dựa vào cái kết quả này. Như vậy thì ở đây chúng ta làm như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ, đúng lý ra chúng ta sẽ xét tỷ lệ phân ly của từng cặp tính trạng. Như là chúng ta xét vàng trên cho xanh, đó là cái cặp loại tính trạng là màu sắc. Chúng ta xét cái cặp thứ hai, đó là hình dạng của vỏ hạt, đó là trơn trên cho nhăn. Tuy nhiên ở cái bài này nó thuộc về cái kiểu, đó là cho cái tỷ lệ kiểu hình rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy này, ta có
F1 thu được. Ba trăm mười lăm vàng trơn, 101 xanh trơn, 108 xanh nhăn và 32 hạt. Cô xin lỗi, 315 vàng trơn, 101 vàng nhăn, 108 xanh trơn, 32 xanh nhăn. Như vậy chúng ta thấy ở đây nó tương đương với tỷ lệ gì đây? 9, 3, 3, 1. Như vậy 32 là 1 phần này. 108 và 101 là tương đương với tỷ lệ là 3 phần. Và 315 thì đương nhiên nó tương ứng với tỷ lệ là 9 phần. Như vậy chúng ta suy ra là gì đây? Có 16 hợp tử thì sẽ bằng 4 nhân 4 loại gì đây? Giao tử. Suy ra bố mẹ dị hợp hai cặp gen. Như vậy ở đây chúng ta quy ước gen luôn. Như vậy là A lớn sẽ quy định hạt là vàng. Như vậy A nhỏ sẽ quy định hạt là xanh. B lớn thì trơn. Và B nhỏ là nhăn. Như vậy đây chúng ta trả lời câu A là gì đây? Kết quả like tuân theo quy luật gì đây? Phân lý độc lập của Mendel. Và câu B là yêu cầu chúng ta làm gì? Xác định kiểu gen của các cây bố mẹ và các con. Thì chúng ta viết cái sơ đồ lai ra thôi. B, bố mẹ chung một kiểu gen. Bây giờ bố mẹ phải cho ra mỗi bên cho 4 loại giao tử. Thì anh này chắc chắn là dị hợp hai cặp gen. Có A lớn thì vàng, có B lớn thì trơn. Lai với vàng, vàng trơn. A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Chúng ta viết ra giao tử, anh này cho 4 loại giao tử. A lớn, B lớn, A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn và A nhỏ, B nhỏ. Tương tự anh này cũng cho ra 4 loại giao tử. Thì bây giờ chúng ta viết ra được F1, đúng không? Chúng ta có gì đây? 1, A lớn, B lớn, B lớn. Ta có 2, A lớn, B lớn, B nhỏ. Chúng ta có 2, A lớn, A nhỏ, B lớn, B lớn. Và chúng ta có 4, A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Chúng ta có 1, A lớn, B nhỏ, B nhỏ. Chúng ta có 2, A lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Chúng ta có 1, A nhỏ, B lớn. Chúng ta có 2, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Và cuối cùng chúng ta có 1, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Cái này thuộc lầu luôn nha. Để viết cho nó dễ dàng. Rồi đây chúng ta có 9 nhỉ. A lớn gạch, B lớn gạch. Đây là 9 vàng trơn. Chúng ta có 3, A lớn gạch, B nhỏ. Chúng ta có tỷ lệ 3 vàng nhăn. Vì B nhỏ biểu hiện ra kiểu hình là nhăn. Chúng ta có 3, A nhỏ, B lớn gạch, không có A lớn thì 3 này là xanh và B là trơn. Và cuối cùng chúng ta có 1, A nhỏ, B nhỏ, đây là 1 xanh nhăn. Như vậy là theo đúng như cái tỷ lệ đề bài đã cho. Coi như chúng ta cũng đã xác định được kiểu gen của bố mẹ, rồi ra các cái kiểu gen và tỷ lệ kiểu hình ở đời con. Rồi bây giờ để làm rành được cái dạng bài tập này thì cô có một cái bài tập số 1. Đó là nó cho rất là nhiều phép like. Và khi mà các phép like này thì nó không liên quan gì với nhau hết.
chúng ta cứ xét lần lượt từng phép like để chúng ta suy ra kiểu gen ở từng trường hợp. Thì ở bài tập số 1 này là ở ruồi giấm, người ta thực hiện một số phép like, hãy xác định kiểu gen có thể có của mỗi phép like. Đây là số thứ tự là chúng ta có 6 phép like. Đây là phép like là người ta cho kiểu hình của bố mẹ. Ở đây là đời con. Và đặc biệt ở đây là chúng ta thấy gì đây? À, cái tỷ lệ ở đời con tương ứng với mỗi kiểu hình. Bây giờ chúng ta xét cái phép like thứ nhất nha. Như vậy đây ta thấy là cho like giữa cá thể đen ngắn với cá thể đen ngắn, có nghĩa là lông màu đen và cánh ngắn, thì thu được nó là 89 cá thể lông đen cánh ngắn, 31 cá thể lông đen cánh dài, 29 cá thể lông trắng cánh ngắn và 11 cá thể lông trắng cánh dài. Như vậy có số liệu cụ thể thì bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ xét tỷ lệ phân ly của từng cặp tình trạng. Như vậy bước đầu tiên chúng ta ghi đó là gì? Ta xét sự phân ly tỷ lệ của từng cặp tình trạng. Thì ta có như vậy, đầu tiên chúng ta xét cái cặp tình trạng thứ nhất, đó là về màu sắc của lông thì đen, tên chó trắng, thì nơi nào có số liệu đen thì chúng ta ghi hết ra, chúng ta cộng lại đây 89 đen này, cộng với đen nữa nào, đây 31 đen, chúng ta chia cho trắng, nơi nào có trắng chúng ta cộng lại 29, cộng cho trắng 10 11, thì chúng ta bằng bao nhiêu đây? 0 nhớ 1, chúng ta được 120 ở trên tử, chúng ta được 40 ở dưới mẫu, thì cái này tương ứng với tỷ lệ là 3 31 nha. Như vậy chúng ta thấy là tương ứng với tỷ lệ 31 thì cái anh chiếm tỷ lệ 3 phần này là mang tính trạng trội, anh chiếm tỷ lệ 1 phần này là tính trạng lặng. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy có 4 hợp tử, cho nên bố mẹ là dị hợp một cặp gen, đúng chưa nào? Như vậy ta ghi đây là nói gì đây? Tỷ lệ này tuân theo cái gì? Định luật phân ly của Mendel, đúng chưa nào? Tuân theo định luật phân ly. Như vậy là suy ra cây bố mẹ có kiểu gen là gì? Dị hợp. À cô xin lỗi. Đó là bố mẹ có kiểu gen là gì? Dị hợp. Và chúng ta cũng quy ước gen luôn. Vì sao? Vì anh này chiếm tỷ lệ 3 phần cho nên đen là trội. Thì A lớn sẽ quy định là đen. Và A nhỏ sẽ quy định là gì đấy? À, trắng. Rồi, chúng ta xét sự phân ly của cặp tính trạng thứ hai. Đó là cái chiều dài của cánh là ngắn trên cho dài. Thì nơi nào có ngắn chúng ta ghi lại đây, 89 ngắn cộng cho ngắn là 29, chúng ta chia cho nơi nào có dài 31 cộng cho dài đây 11, thì chúng ta bằng là 8 nhớ 1, chúng ta bằng 118, chúng ta có 42. Thì cái này nó cũng tương ứng với tỷ lệ là 3 31, nó cũng tuân theo gì đây? À, tuân theo định luật phân ly của Mendel. Thì suy ra B có gì đây? Kiểu gen dị hợp. Và đặc biệt chúng ta cũng quy ước luôn, đúng chưa nào? Quy ước anh chiếm tỷ lệ 3 phần này sẽ là tính trạng trội. B lớn là quy định là ngắn, và B nhỏ quy định là dài. Như vậy tổ hợp từ 1 và 2 thì chúng ta suy ra B có kiểu hình gì đây? Đen ngắn lai với đen ngắn, thì chứng tỏ là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ lai với A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Như vậy là chúng ta đã xác định sực xong cái kiểu gen của B. Rồi bây giờ chúng ta xét đến cái trường hợp thứ hai nha. Đó là đen ngắn lai với gì? Trắng dài. Thì ra được hai kiểu hình, đó là đen ngắn và đen
đen dài, thì bây giờ chúng ta cũng xét tỷ lệ phân ly của từng cặp tính trạng thôi. Ta xét sự phân ly của từng cặp tính trạng. Ta xét sự phân ly của từng cặp tính trạng thì ta có được điều gì này? Thứ nhất là chúng ta xét, chúng ta thấy là ở đây là cho lai giữa đen ngắn với trắng dài. Thì đây chúng ta thấy cặp thứ nhất là cho lai giữa đen với trắng. Nhưng mà ra kết quả là gì đây? 100% kiểu hình là đen. Như vậy chúng ta suy ra đây là gì đây? Đen là tính trạng trội hoàn toàn, và đặc biệt trắng ở đây là đồng hợp lặn, đúng chưa nào? Tuân theo quy luật trội hoàn toàn của Mendel. Tuân theo quy luật trội hoàn toàn của Mendel. Như vậy đây chúng ta có thể quy ước luôn, đúng chưa nào? A lớn là đen và A nhỏ là trắng. Như vậy B sẽ có kiểu hình là gì đây? A lớn lai với A nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta xét tới cái cặp tính trạng thứ hai, đó là ngắn trên cho gì? Dài. Thì chúng ta thấy ngắn ở đây là 10, 18 và dài đây là 10, 19. Thì chúng ta thấy nó gần bằng với tỷ lệ là 1, 1, 1. Đây là kết quả của phép lai phân tích. Như vậy nó là kết quả của phép lai phân tích. Thì bố mẹ có thể lúc này thì chúng ta cũng không thể xác định được ngắn là trội hay là dài là trội. Như vậy chúng ta có hai trường hợp, đó là nó sẽ là B lớn B nhỏ lai với B nhỏ B B nhỏ. Bây giờ tổ hợp 1 và 2, như vậy là từ 1 và 2 này chúng ta suy ra được B ở đây là gì đây? Đen ngắn với trắng dài. Thì chúng ta có thể có là gì đây? Đen ngắn có thể là A lớn, B lớn, B nhỏ. Lai với trắng dài đó là A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Hoặc chúng ta cũng có trường hợp thứ hai là A lớn, B nhỏ. Lai với gì? A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Rồi, như vậy là chúng ta đã xác định được xong cái kiểu gen của hai trường hợp này. Vì sao cô ghi hai trường hợp này? Bởi vì lúc này chúng ta không biết được ngắn là tính trạng trội hay là dài là tính trạng trội. Bởi vì nó ra tỷ lệ 1:1 thì đây là kết quả của phép lai phân tích, thì cũng có thể ngắn là trội hoặc là dài là trội, cho nên chúng ta sẽ có đến hai trường hợp. Rồi bây giờ chúng ta làm thêm một cái trường hợp nữa nha. Còn những cái trường hợp còn lại thì các bạn tự làm nha, để chứ nếu mà cô giải hết thì có khi là cô thấy những cái bài này nó cũng tương tự với nhau thôi. Bây giờ chúng ta chọn một cái bài nữa chúng ta làm thôi. Chúng ta trường hợp thứ tư đi. Như vậy là bây giờ ta cũng làm tương tự thôi, đúng không? Ta xét tỷ lệ phân ly của từng cặp tính trạng. Ta xét sự phân ly của gì đây? Từng cặp tính trạng. Thì ta có này. Về cái tính trạng là gì? Màu sắc. Thì chúng ta thấy là ở đây là tính trạng màu sắc này. Thì chúng ta có trắng lai với gì đây? Trắng. Thì ra tất cả 100% đều là trắng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là chỉ có hai trường hợp, đúng không? Như vậy đây chúng ta thấy là ra 100% trắng thì chúng ta sẽ có tới mấy trường hợp? 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là gì? A nhỏ lai với A nhỏ. Trường hợp thứ hai đó là A lớn lai với gì? A lớn. Và trường hợp thứ ba là A lớn lai với A nhỏ. Thì cả ba trường hợp này đều ra 100% kiểu hình theo một bên bố mẹ, đúng chưa nào? Rồi, như vậy bây giờ chúng ta lại xét đến cái cặp tính trạng thứ hai, đó là cặp tính trạng về gì? Chiều dài cánh. Tính trạng chiều dài cánh. Thì chúng ta thấy chiều dài cánh ở đây như thế nào đây? Cánh ngắn trên cho dài thì bằng bao nhiêu? 28 này chia cho 9 này thì tương ứng với tỷ lệ là gì đây?
31 thì tuân theo quy luật phân ly của Mendel. Như vậy thì chứng tỏ là bố mẹ dị hợp một cặp cặp gen thì sẽ có trường hợp đó là B lớn B nhỏ lai với B lớn B B nhỏ. Bây giờ chúng ta kết hợp giữa 1 và 2 để chúng ta suy ra kiểu gen nha. Như vậy là 1 từ 1 và 2 chúng ta kết hợp là chúng ta có B cho lai kiểu hình, chúng ta xác định là này, trắng ngắn với trắng ngắn. Trắng ngắn với trắng ngắn. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định được trắng trường hợp thứ nhất, A nhỏ kết hợp với trường hợp thứ hai. Rồi tiếp theo, hoặc là trường hợp này. Và trường hợp thứ ba. Rồi, như vậy là cô đã giúp cho các bạn xác định các kiểu gen có thể có ở B. Như vậy là chúng ta cứ tương tự giống như nãy giờ cô hướng dẫn các bạn thôi. Đó là chúng ta sẽ xét tỷ lệ phân ly của từng cặp tính trạng và chúng ta làm hết các trường hợp còn lại. Nếu có khúc mắc chỗ nào thì các em hãy comment thì cô sẽ giải thích nha. Rồi, đối với bài tập mà nếu chúng ta làm nhiều bài tập quá trong một clip ấy, thì chúng ta sẽ rất là nhanh chán. Cho nên cho hôm nay chúng ta dừng lại đây. Và hẹn gặp lại các em ở cái clip tiếp theo là chúng ta sẽ giải các bài tập ở phần này tiếp theo nha. Chào tạm biệt các em. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi theo chuyên đề của cô. Nếu mà các bạn thấy hay, dễ hiểu thì hãy chia sẻ, rủ thêm các bạn trong cùng lớp của mình đăng ký vào cái khóa học online này của thầy cô nhé.